Mô Phật. Mời mời sư Nguyên Thông cầm mic ngang truyền tam quy ngũ giới ạ. Mô Phật. Thưa sư Nguyên Thông, chắc máy sư bị trục trặc rồi. Sư coi lại microphone nha. Con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bạc Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Tỳ Kheo Pháp Thanh. Kính chào Đạo Tràng. Sư xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền Tam Quy Ngũ Giới. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutichambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutichambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutichambi Sanghang Saranang Gacchami. Tatichambi Buddhang Saranang Gacchami. Tatichambi Dhammang Saranang Gacchami. Tatichambi Sanghang Saranang Gacchami. Rồi mời Kevin ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Saranagahanang Paripunnang Banati bata veramane sika padang samadhiyami. Adinnadana veramane sika padang samadhiyami. Kamesumicchacara veramane sika padang samadhiyami. Musawada veramane sika padang samadhiyami. Suramerayamacchappamadatana veramane sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramane sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramane sikkhapadang samadhiyami. Kamesumicchacara veramane sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramane sikkhapadang samadhiyami. Surame rayamacchappamadatana veramane sikkhapadang samadhiyami.
Imani panca sika pada nisa dukang katwa apamadena nichakalang samaraki tappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pogasambada, sile na nibbutin janti, tasma silang viso tha je. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa đu sa đu sa đu lành thay. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ge na vande hang padapam suvaru tamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang uttamang ge ham man thang warang dhammayo kalito doso dhammatutang mamang uttamang ge na vandehang sangam cha duvidho tamang sangeyo kalito doso sango kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cuối xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, con xin xin lỗi sư Thanh Tâm, hồi nãy con quên tri ân ngài đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, con xin kính tri ân ngài. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư Tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ con kính cảm ơn huynh Mỹ đã thay mặt đạo tràng để thọ trì tam quy và ngũ giới. Và con thấy bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammade sanaya janagatha brahmacalo kadipati sahambati katanjali antiwarang aya chatha santi tasakta parajakha chatika deise tu dhammang anukambimang bacang sattamma perin winayan cakayan suttan japan tham apitham macamang aku tayanto catusak cadandang bappo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn,
những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân kết tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh. Dạ sư thỉnh năm con kính cung thỉnh sư lên thử âm thanh ạ. À. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ con kính nhân mít cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học tiếp cái bài Ngạ Quy Sự thứ 43. Và bây giờ thì xin mời quý cô Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó thì sư xin mà giải thích chia sẻ những cái điều trong cái bài học. Và kính chúc tất cả sư tôn đức pháp thể ra ngay, kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sư, âm thanh hôm nay của sư rất là rõ ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc phần chánh kinh ạ. Bài 43, chuyện những ngạ quỷ ăn phân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Chê Quá Á Kỳ Viên. Tương truyền trong một thị trấn nọ không xa Sa Quá Thí, có một gia chủ ra lệnh xây một tịnh xá cúng dường vị tỳ kheo vốn là bạn thân của mình. Về sau, nhiều tỳ kheo từ khắp nơi đến cư trú tại đó. Khi thấy chư tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bấy giờ, tỳ kheo thân tính của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đầy ganh tị. Như các vần kệ kể lại, về sau tôn giả Mahalana thấy vị ấy và hỏi: ngươi chính là ai khốn khổ thân, ta vừa đến hầm phân, nói cho ta biết hành vi ác ngươi đã làm trong quá khứ chăng? Ngạ quỷ: tôn giả, tôi là ngạ quỷ nhân, thần dân khốn khổ dạ ma quân. Vì tôi đã phạm hành vi ác, từ cõi đời tôi đến cõi ma. Trưởng lão: thời xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi? Vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo, giờ ngươi phải chịu cảnh sầu bi? Ngạ quỷ: nhà tôi thường trú một tỳ kheo, tật đố và ganh tị đủ điều, ở tại nhà tôi ham dục lạc, vị này phỉ báng sang tham nhiều. Tôi đã nghe lời của ác nhân và tôi khiển trách các sa môn, bởi vì tôi phạm hành ấy, từ cõi đời tôi cõi âm. Trưởng lão: bạn thiết của ngươi chính kẻ thù, giả danh bạn đấy hỡi người ngu. Đến khi thân hoại, đi nơi khác, số phận nào cho kẻ giả tu? Ngạ quỷ: nay tôi đang đứng ở trên đầu của phạm nhân này tự bấy lâu. Nó đã đọa vào niềm ngạ quỷ, chỉ mình tôi nó phải theo hầu. Vật nào người khác rút cho vơi, liền trở thành đồ ăn của tôi, và nó đến phiên mình kiếm sống những gì tôi tống khứ ra ngoài. Tôn giả Mahamoggallana tường thuật sự việc này lên Đức Thế Tôn. Ngài liền giải thích ý nghĩa của nó và nêu rõ mối nguy hiểm chỉ trích người khác. Dạ, kính thưa sư, con đã đọc xong phần chánh kinh.
Và sau đây con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ Biêu Hoan Hỷ Đăng Đàn để giải thích cho chúng cho giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Và con kính dâng mít lại cho sư. Và con xin xuống mít ạ. À. Và con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử trong room. Dạ, thì cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh. Và trước khi đi vào cái bài giảng thì sư xin hệ thống lại cái lời dạy của Đức Phật hay là cái câu chuyện để quý vị hiểu rõ hơn, nắm vững hơn. Thì cái câu chuyện này xuất phát là do cái con ngạ quỷ, mà trước cái kiếp sống ngạ quỷ này đó là nó là một cái vị gia chủ giàu có cái niềm tin, rồi gặp được một cái vị sa môn. Thì cái vị gia chủ này đó làm cái thất để thỉnh cái vị sa môn này ở đó hàng ngày chu cấp vật thực cho cái vị sa môn này. Thì một hôm đó có một đoàn chư tăng ở phương xa đi đến. Thì cái vị gia chủ này đó thấy như vậy mới hoan hỷ, mới thỉnh cái số chư tăng này ở lại để mà ông ta làm phước cúng dường. Rồi những cái người dân xung quanh đó thì người ta cũng hoan hỷ, người ta cũng cùng cung cấp vật thực rồi kia nọ đến chư tăng. Rồi người ta đến để nghe chư tăng giáo hóa giảng pháp. Thì cái ông sa môn mà thường trú của ông, cái ông đó, vì cái này cái vị sa môn này là cái tâm không có được tốt đẹp. Khi mà thấy những cái thấy gia chủ của mình, rồi những cái người dân mà có cái niềm tịnh tín đối với các vị chư tăng khách từ xa đến, thì ông này khởi lên những cái tà tâm, ganh tị, không thích cái sự cung kính của ông gia chủ cũng như đối với những cái người dân làng ở xung quanh đó. Cho nên là ông ta mới tìm cách nói xấu, nói những cái lỗi lầm của mấy cái vị chư tăng này nè. Nhưng mà những cái lỗi này thì ông ta vẫn đứng lên với cái tâm ganh tị, mà sợ rằng những cái vị này ở lâu thì ông ta sẽ mất cái phần lợi đi. Cho nên ông ta dựng đứng nhiều cái câu chuyện không có thật để mà nói. Rồi cái ông gia chủ này đó thì vì cái sự tin tưởng, sự tin tưởng cái ông sa môn này, nghe theo cái lời không chân thật này, rồi ông ta này cũng thốt lên cái lời phỉ báng đối với các vị chư tăng khách đã đến cái trú xứ đó. Do cái duyên nghiệp này đó mà khi hai người qua đời thì cái vị mà sa môn mà phẩm hạnh không chân chánh thì bị sanh làm ngạ quỷ. Nhưng mà ở dưới cái bàn chân của cả ông là tiền thân là gia chủ của mình. Rồi cái ông này đó, ông gia chủ này cũng sanh ngạ quỷ. Nhưng mà đứng ở trên đầu của cái con ngạ quỷ mà tiền thân là cái vị sa môn. Rồi cái ông gia chủ đó, tức là cái con ngạ quỷ đây nè, thì dùng những cái chất xú quế từ những cái hầm phân. Rồi khi mà cái chất xú quế của cái con ngạ quỷ ở trên này nó thải ra đó, thì cái con ngạ quỷ ở dưới là thọ hưởng.
Thành ra đó, ở đây trong cái câu chuyện này thì chúng ta trong cái đời sống chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Thứ nhất là chúng ta phải xem xét những cái người mà mình tin tưởng, mình thân cận, là những người này có chân chánh hay không. Đó. Chứ còn nếu mà vì á vì cái thiên kiến của mình, mình không thấy được những cái vị này có những cái đặc điểm tốt hay là xấu, những cái phẩm hạnh tốt đẹp là những cái phẩm hạnh không được tốt đẹp, rồi những cái người này có chánh kiến hay là tà kiến, rồi những cái hành động nói năng của người này nó có đúng chánh pháp hay là không đúng chánh pháp. Chứ chúng ta không nên vì cái một chút những cái tình cảm riêng tư của mình, rồi tin tưởng, đặt cái niềm tin mà thiếu trí tuệ, đặt một cái sự tin tưởng mù quáng trên một đối tượng, rồi xong rồi chúng ta hành động nói năng theo cái đối tượng này nói ra. Thành ra đó, hai cái ngạ quỷ này nó cộng cộng nghiệp với nhau. Đó, đi tới cái cảnh giới khổ đau. Cho nên á là chúng ta phải sống với trí tuệ. Đức Phật dạy là chúng ta luôn luôn á, khi mà thấy một cái điều gì hay là hoặc nghe một cái điều gì, chúng ta không vội vã tin mà cũng không vội vã gạt bỏ đi, mà chúng ta phải dùng trí tuệ xem xét bản tĩnh, tìm hiểu nhân quả như thế nào rồi chúng ta hãy tin. Tại vì trong đời sống á, khi mà phàm nhân chúng ta đó, cái tưởng của chúng ta nó hay vẽ vời ra lắm chuyện. Tất cả những cái nghệ thuật học thuật ở trong thế gian này đó, đều do tưởng mà ra. Từ những dần thơ, những bài nhạc, hay là những cái tiểu thuyết, là do những cái nhà văn, nhà thơ, hay là những ông nhạc sĩ, ngồi ông tưởng tượng ra mà ông viết, ông viết nên đó. Rồi rồi những cái tuồng tích rồi cũng vậy đó, cái tưởng mình nó vẽ vời thiên hình vạn trạng, vẽ đẹp cũng có mà vẽ xấu cũng có, vẽ thiện cũng có mà vẽ ác cũng có. Nhưng mà đó, cái thiện đó thì nó chút, nhưng mà cái ác thì nó nhiều. Cái nghĩ về cái tưởng về mà tốt đẹp cho người khác thì ít, nhưng mà cái tưởng về cái xấu của người khác thì nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái tâm ganh tị, không muốn ai tốt hơn mình, không muốn ai đẹp hơn mình, cho nên là vì cái ngã mạn này nè, nó che mờ lý trí, cho nên cái tưởng á, tưởng người khác là xấu mà. Cho nên á là cái lỗi của người khác đó thì rất là dễ thấy, do cái vô minh, do cái tâm cống cao ngã mạn nó che án, nên lỗi của mình thì không bao giờ thấy, mà thấy lỗi người khác. Khi mà thấy hai người mà nói chuyện với nhau, nếu mà hai người này là bạn thân của mình thì không sao, nhưng mà thấy có một người bạn thân mình với một người mà mình không thích mà nói chuyện
là cái bắt đầu là nghi ngờ rồi, hai người không biết là không biết đang nói về tôi hay là nói về ai nè, à, nói xấu tôi hay nói xấu ai nè, đó, không? Đó, bắt đầu cái sao à, nó vẽ vời ra đủ thứ, à, rồi giờ sao, rồi cái bắt đầu mình phát ngôn, mình nói lại với người khác những cái suy nghĩ, những cái tưởng tưởng sai lầm, à, thành ra đó bắt đầu sanh ra những cái điều quan trái, à, thành ra đó có những việc đó, mình tưởng mình thấy nhưng mà không có thật, à, bị gì sao, bị nó bị méo qua cái lăng kính của cái tưởng, à, đó, cho nên á trong đời sống chúng ta phải hết sức là cẩn thận, à, có những điều mà mình thấy đó nhưng mà nó không có thật, à, đó, mình nghi ngờ, à, rồi mình tạo những cái ác khẩu nghiệp lúc nào mình cũng hay, thành ra khi mà chúng ta nói chúng ta làm, à, chúng ta phải cẩn trọng xem xét thật kỹ càng cái tác ý, cái suy nghĩ của mình, à, chứ nhiều khi mà mình chỉ à, tưởng như vậy rồi mình nói mình làm thì nó sẽ đem đến những cái điều hết sức tai hại, à, mình nghi ngờ rồi, à, mình à, tạo những cái quan trái, à, thì có nhiều cái câu chuyện, à, có nhiều câu chuyện mà hồi đó là ngày à, Hòa thượng Pháp Lạc ngày hay kể, à, là nó rất là nhiều nhưng mà sư cũng không nhớ hết, mà có những cái câu chuyện như là cái gia đình này, này cũng khá giả, cho nên là mướn kêu một cái ông thầy đồ, à, tới dạy cho những cái đứa con của mình, thì ông thầy đồ này á, ổng có làm cái bài thơ, à, ổng làm cái bài thơ Dịnh Mai Ba đó, mà vô tình á ông ta không biết là trong nhà của cái ông chủ nhà đó có cái đứa con gái, mà cái cô gái này còn nhỏ có 9-10 tuổi gì đó thôi, à, nhưng mà ông ta sáng tác cái bài Dịnh Mai Ba này ông ta thích lắm, ngày nào sáng ngồi uống trà ông ta cũng đọc đi đọc lại cái bài Dịnh Mai Ba, thì cái ông mà chủ nhà đó ổng nghe rồi ổng tưởng là cái ông này, tưởng ông là một cái người mà thầy đồ có ăn học và biết cái đạo đức tốt đẹp, cái này con gái tôi nó mới có 9-10 tuổi mà ông đã thương nó rồi thế này thế khác, cho nên là đuổi ông thầy đồ đi đó, thành ra đó cái tưởng mà nó không phải là thật đó. Rồi một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì liên quan đến thầy trò của Khổng Tử, thì có một lần Khổng Tử và mấy người học trò của mình đi từ đó đi qua nước Tề, mà trong cái thời gian này là cái năm mà hạn hán mất mùa, à, gạo thóc rất là khó, cho nên một hôm á là đi đường rồi mới dừng lại, à, kiếm một cái chỗ ở trú trở lại rồi mình nấu cơm ăn, à, thì Khổng Tử mới nói là bây giờ á là Tử Lộ á là ở lại, à, lo nấu cơm, còn những cái ông khác á thì đi đi hái rau, thì ông này sư sư nghe cũng lâu rồi không không biết không có nhớ rõ tên nhân vật, không biết là Tử Lộ là Nhan Hồi gì đó, là hai người đó mà bây giờ sư không có nhớ rõ, mà xin quý vị cũng thông cảm. Thì cái ông mà phụ trách mà nấu cơm đó, à, lúc mà ông ta dở cái nắp ra
để người ta sơ cái nồi cơm thì vô tình có một cơn gió nó thoảng qua cái bụi bặm có một cái cọng rác nó bay vô trong nồi cơm. Nó bay vô trong nồi cơm thì ông này mới thấy bây giờ nếu mà để cọng rác đó đó thì nó không có tốt. Cho nên ông ta mới xới 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 cơm rồi mới lấy cái cọng rác ra. Mà cái cọng rác mà nó dính vô trong cơm rồi thì khi mà lấy cọng rác thì nó có một số hạt cơm nó dính vô. Ông thầy thấy bây giờ là cái thời kỳ mà về gạo thóc mà rất là khó khăn, nếu mà bây giờ mà dứt bỏ đi thì nó cũng uổng. Cho nên là ta mới ăn cái cả cọng rác với mà mấy cái hạt cơm này luôn. Thì Khổng Tử ngồi từ đằng xa đó mới thấy mà cái người đệ tử này hồi đó giờ là Khổng Tử rất là quý. Thì ông ta mới suy nghĩ với ông đồng, nói trời, tưởng đâu hồi đó giờ cái ông này là tốt đẹp, ai dè đâu là ông ta xấu xa, ăn dụng cơm của thầy với bạn bè mình đó. Nhưng mà không phải, ông ta ăn cái cọng rác. Rồi một cái câu chuyện nữa thì có hai người bạn này là thân với nhau từ lúc mà chưa có gia đình. Thì hồi lúc mà còn hai người còn đi học trung học với nhau, rồi lâu lâu á hai người gặp nhau đàm luận về thơ văn này kia nọ. Thì cái anh này có gia đình rồi, nhưng mà ảnh làm một cái nhà khách, cái thư phòng. Khi mà có người bạn thân mình đến thì để cái người bạn mình ở bên cái thư phòng đó, chỗ để sách vở rồi kia nọ đó. Rồi hai người là cùng nhau mà đàm đạo rồi rất là tương đắc. Cho nên cái người vợ thắc mắc. Cái người vợ thì cũng gia đình khá giả, cũng có học thức. Cho nên mà thấy cái anh chồng của mình với cái người bạn hai người thảo luận gì mà coi bộ mà tương tác quá, vui vẻ quá, cô này cũng mới thắc mắc. Thì khi mà cái người bạn đó đi ra ngoài, cô này mới bước vô trong cái thư phòng để coi hai người này đọc sách gì, đàm đạo về cái sách gì đó. Thì khi nè cô này vô tình bước vô trong phòng á thì cái người bạn đi vô, cái người bạn vô, thành ra cô này phải tránh sau cái bức màn, cái bức rèm, tính là đứng đây chút xíu để chờ cho ông này ông đi ra rồi đặng đi ra ngoài. Nhưng mà cái ông khách này ổng lại ngay cái ghế đó ngồi luôn. Thì anh chồng ở ngoài này một hồi đi kiếm bà vợ mình, kiếm hoài sao không thấy. Bắt đầu ảnh mới lên tiếng, ảnh kêu. Thì bây giờ ở vào cái tình thế mà coi như là bất trắc rồi. Thì bây giờ anh chồng kêu quá, cô này giờ đứng trốn ở trong này mà cũng không được. Cho nên cô này phải bước ra. Thì cô khi mà cô này bước ra đó, anh chồng mới có cái tưởng, có cái sự hoài nghi về vợ mình, rồi hoài nghi cả cái người bạn thân của mình nữa. Hai người chơi với thân với nhau bấy lâu nay mà bây giờ cái sự tình mà nó diễn ra trước mắt anh này, anh chồng mới bắt đầu nghi ngờ là người vợ mình là tư tình với anh bạn, rồi nghi ngờ là cái người không có cái phẩm hạnh tốt đẹp như mình tưởng, lợi dụng sự tin tưởng của mình rồi anh này là lại tặng tiệu với vợ mình.
Cho nên từ đó mâu thuẫn phát sinh mà gia đình tan nát. Anh chồng là coi như là từ bỏ bà vợ, rồi từ đó là cũng từ bỏ luôn cái người bạn thân của mình. Rồi một cái câu chuyện nữa mà chắc nếu mà những cái vị Phật tử bên Bắc Tông cũng biết đó, là bằng nổi quan thị kính. Thì thị kính sau khi mà lớn lên rồi gia đình gả, dựng vợ gả chồng gả cho một cái gia đình, cái gia đình này thì cũng có đạo đức tốt đẹp ha. Về làm dâu á, thì thị kính cũng làm tròn bổn phận làm vợ rồi cũng làm tròn bổn phận làm dâu đối với cha mẹ chồng. Thì một hôm là ông chồng cũng ngủ, ông đang nằm trưa, thấy cô này cũng ngồi đang làm chuyện mà cũng nhìn thấy, ngay cái dưới cằm hay là cái cần cổ của ông chồng mình á, có một cái sợi lông nó mọc ra, nhìn rất là khó coi. Cho nên là cô này cô thấy vậy, cô mới tí lấy cái kéo tính lại là cô cắt cái sợi râu, sợi lông đó. Thì vô tình là cô mới vừa cầm cái kéo đi lại, chưa có cắt thì ông chồng giật mình thấp giấc, thức giấc dậy thì thấy cái người vợ mình đang cầm cái kéo đi đến. Anh này ảnh tưởng sai lầm, ảnh hồ nghi cô này là cầm cái kéo lại để giết mình. Cho nên là từ đó mà coi như là từ bỏ cái người vợ của mình đó. Cho nên á, có những cái sự kiện mà nó xảy ra mặc dù mình thấy nhưng mà nó không thật. Hai người ta ngồi nói chuyện, ta bàn bạc cái gì đó không biết, rồi mình nghĩ là người ta nói xấu mình, nó là bàn bạc cái vấn đề gì thế này thế khác, cái tưởng nó vẽ vời ra. Rồi hoặc là khi mà một người nam một người nữ người ta ngồi người ta nói chuyện chưa biết gì hết, khi mà mình có cái ác cảm đó, mình không thích một hai người thì chưa vậy đó mình kết luận nói chắc hai người này rồi có vấn đề rồi đó nha, thế này thế khác, cái bắt đầu truyền rao tung tin lên. Thành ra đó trong cái đời sống chúng ta phải hết sức là cẩn thận đối với những cái điều mình thấy mình nghe. Có những lúc mình phải xem xét, phải phản tỉnh cho nó thật kỹ càng, đừng có vội vã mà mình kết luận rồi nó đem đến những cái oan trái, cái khổ đau mà không phải là oan trái khổ đau cho người khác không, mà rồi chính mình cũng nhận lấy cái hậu quả khổ đau giống như hai cái ngạ quỷ ở trong cái câu chuyện này. Cho nên là tục ngữ Việt Nam không trước khi nói phải đánh lưỡi 7 lần để chi, để mình suy xét lại, coi có phải như vậy không. Mặc dù cái tưởng nó cũng có cái lợi ích nếu trong cái sự tu tập, ví dụ như chúng ta tu tập thiền 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 định á, chúng ta tu tập cái đề mục đất chẳng hạn, mình niệm đất 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 đất, thì lúc mà cái tương tự tướng nó hiện ra đó, tại vì là cái tưởng của mình nó ghi nhận cái đề mục rồi cái hình ảnh cái tương tự tướng nó hiện ra rồi sao cái khi mà cái người mà tu tập cái đề mục đất đất này đó, thì khi mà họ niệm họ chú tâm thật mạnh, cái định tâm của họ, cái tưởng nó mạnh rồi đó, thì họ có thể đi trên mặt nước tại vì cái đó lúc đó là cái từ cái tưởng đó, nó hiện qua cái thần thông rồi. Đó thành ra
cái tưởng nó cũng, nếu mà chúng ta sử dụng thì nó cũng cũng đem đến lợi ích. À rồi sao, à cái tưởng của mình khi mà phát triển nó có thể thấy được cái khả năng này là sanh tử mình. À cái thần thông cái sanh tử mình, thấy à, mình chúng mình hay là chúng sanh khác chết ở kiếp này, kiếp này có tên đó sanh đó, rồi sống đời sống vậy vậy, rồi chết ở đó, rồi tái sanh chỗ này chỗ khác, chỗ này chỗ khác đó, để mình thấy được qua trải qua nhiều nhiều kiếp sống đó. Nhưng mà cái tưởng mà lợi ích thì nó ít thôi, nhưng mà cái tưởng mà tai hại, tưởng tầm bậy tầm bạ, những cái điều không tốt đẹp thì nó rất là nhiều. À, cho nên á chúng ta phải phải cẩn thận. À, cái tưởng nó cũng có những cái lợi ích. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong khoa học kỹ thuật, những cái nhà mà bác học đó, họ ngồi họ tưởng tượng ra hồi lúc mà chưa có cái phi thuyền để mà đi đến các cái sao quả, mặt trăng rồi chẳng hạn, thì sao mấy ông này cũng ngồi tưởng ra. Bây giờ á, ông tưởng tượng hồi đó sư cứ đọc một cái câu chuyện đó, cái ông này cũng tưởng tượng ra là bây giờ á là cái súng mà cái súng cà nông á, thì bây giờ là một cái súng thật là lớn, cái nòng súng thật là dài, rồi ở trong cái đầu đạn á là một cái khối rỗng có những người trong đó, làm một cái viên đạn nó thật là to, bắn đi thì cái đầu đạn này nè nó sẽ bay đến trên trên mặt trăng. Chính từ từ cái tưởng này nè, mà người ta chế ra tên lửa, quả tiễn để mà khám phá các cái hành tinh khác. Là trong cái cuốn mà 30.000 dặm dưới đáy biển á, thì lúc đó là chưa có làm ra được cái chiếc tàu ngầm. Nhưng mà cái ông này á, ổng ngồi ổng suy nghĩ, làm như vậy vậy, làm chiếc tàu có hai lớp vỏ, rồi xả nước vô tàu chìm xuống, có động cơ di chuyển ở quanh dưới đáy biển. Rồi ổng ngồi ở trên này ổng tưởng tượng ra dưới đáy biển là rong rêu cây cối rồi như vậy, rồi cá tôm rồi thế này thế này. Nhưng mà sau này đó, những người ta áp dụng cái tưởng tượng này ra mà thành cái thực tế. Thì cái tưởng á nó cũng có lợi, để mục đích để phát triển các cái học thuật, khoa học kỹ thuật, thơ văn, rồi hội họa, rồi kia các cái. Nhưng mà đó, cái tưởng cái tai hại nó cũng rất là nhiều. Cho nên á là trong đời sống chúng ta phải luôn luôn phải cẩn trọng, phải xem xét, phải phản tỉnh những cái tưởng, những cái tác ý của mình, nó có đúng hay sai, nó thiện hay là bất thiện, do cái nhân nào mà đưa đến cái tưởng này, đó, mình phải xem xét cẩn trọng để chúng ta không có lầm dấp các cái khuyết điểm trong đời sống, khi mình nói là khi mình hành động, nó đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, tránh xa những cái tưởng điên đảo mà nó đem đến những cái điều tai hại. Cho nên là trong cái câu chuyện mà Ngạ Quỷ Sự 43 này đó, thì chúng ta nên xem xét những điều mình thấy, những điều mình nghe, rồi mình nên xem xét những cái người mà thân cận với mình, những cái người này có phải là người tốt, người thiện trí thức, người bạn lành hay không. Chứ còn chúng ta đừng có vì một chút cái tư kiến cá nhân rồi
mình tin tưởng người ta quá mức rồi, hả, người ta nói điều gì mình cũng cũng tin, người ta biểu mình làm cái gì mình cũng làm, thì có đôi lúc sẽ cùng cộng nghiệp với nhau. Cái ông sa môn mà không chân chánh này, ổng sanh làm ngạ quỷ, rồi cái ông gia chủ mà hộ độ cho cái ông sa môn mà không chân chánh này, vì vì tin tưởng nên cùng tạo ác ác khẩu nghiệp, cho nên là hai người cùng sanh là làm ngạ quỷ. Đó, cho nên á là trong đời sống thì phải nhớ là Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải phải thoáng tỉnh, xem xét chính mình, rồi xem xét những cái người xung quanh mình, thì chúng ta sống với trí tuệ, sống với lý trí hiểu biết đầy đủ, thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui. Còn nếu mà chúng ta không phản tỉnh, không xem xét, chúng ta dễ vui, lầm tưởng, thì sẽ đem đến nhiều cái tai hại cho người khác, tạo những cái mối quan trái, rồi đem đến những cái quả xấu cho chính bạn. Thì đó là cái câu chuyện và cái lời dạy của Đức Phật trong cái tích truyện 43 này. Giới phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang, và kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, và luôn luôn có một cái đời sống an ổn, tốt đẹp, với trí tuệ, thực hành thật nhiều những cái thiện sự, tạo những cái phước duyên tốt đẹp trong đời sống, và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con sa thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Và sau đây Nguyên Trang kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì có thể giơ bàn tay lên hỏi với sư về bài học ngày hôm nay. Dạ, Nguyên Trang kính mời. Dạ, con thấy bàn tay của sư Nguyên Thông. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con dạ, con rất chân thành tri ân sư phụ Pháp Thanh giảng bài này rất ư là hay, rất ư là tuyệt diệu. Trong những cái thí dụ của sư Pháp Thanh thì con được biết hai thí dụ đó, mà hai cái thí dụ mà con biết thôi, có lẽ mọi người đều biết, còn mấy thí dụ kia là con không được biết. Cái thí dụ thứ nhất là sư phụ Pháp Thanh nói về ông Khổng Tử, và cái người đó là cái người đệ tử của ông Khổng Tử đó, người đó là Nhan Hồi chứ không phải là Tứ Lộ. Cái chuyện đó thì ta liên hệ đến cái từ ngữ người ta gọi là nhớ cái bát cơm của Nhan Hồi đó. Là Đức Phật Tử ngài có thấy sự việc như vậy trước mắt của ngài ta, nhưng mà không phải là do ông ta có cái tâm là như vậy, mà là do cái bụi, cái gió nó thổi qua rồi cái mùa xuống, mà khi ông ta dở nắp cơm ra để sớ lên đó, thì nó rớt vô cái đó. Do đó ông ta rớt cơm nó ra, thay vì bỏ đi thì ông ta phải ăn, và cái bụi cơm đó ông ta không ăn. Cái bụi cơm sao ông ta không ăn, là tại sao vậy? Thì ông ta nói là tại vì hồi nãy đó gió thổi qua, cho nên ông đó lúc đó đang dở nấu cơm, mà nấu cơm xới cơm, cho nên là bù hỏng nó rớt xuống, ông ta phải vớt ra, mà vớt ra bỏ uổng, cho nên ông phải ăn được một bát, một cái phần, một cái muỗng hay một gì đó đó, thì bây giờ ông không ăn nữa. Thì do ông Khổng Tử kết luận rằng những chuyện mà ông ta thấy trước mắt
ông ta đang nằm ngủ trên bộ giáng, thấy trước mắt mà ông liếc nháy thì ông quan sát người đệ tử, người học trò ông ta coi như thế nào, mà một người học trò ông ta là Nhan Hồi, là một người đệ tử kỳ cựu và nổi tiếng, là rất là thanh thanh liêm mà đàng hoàng cái đó. Đó. Còn cái chuyện là cái cô là cái nữ quan của Thủy Kính đó, thì tất cả mọi người con nghĩ đại ai cũng biết, thì cái bài pháp này mà sư phụ Pháp Thanh giảng dạy rất ư là tuyệt vời, rất ư là hay. Cho chúng ta, kính thưa chư vị, những điều mà chúng ta có thể nghe thấy bằng lỗ tai mà mắt thấy bằng chính mắt của mình, và do cái sự xúc chạm gì đó mà trong một cái hoàn cảnh đặc thù nào đó mình không phải là người trong cuộc, thì nếu mà mình mà đề ý, mình để ý người ta, mình gán cho người ta có những cái lỗi lầm đó thì có lẽ là mình sẽ sai lầm. Cho nên là cái bài pháp của sư phụ Pháp Thanh này con nghĩ là có một giá trị rất là tuyệt đối, rất ư là hay, để cho chúng ta nhớ lại lời dẫn dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mắt tai mũi lưỡi thân ý tất cả đều là vô thường. Những cái mà mình thấy như vậy mà không phải là như vậy. Xin cảm ơn sư phụ Pháp Thanh để giảng dạy bằng giảng để giảng dạy bài học này rất là hay. Dạy con xin trao mai lại cho đạo tràng để chư vị có thể hỏi thăm những điều mà quý vị thắc mắc và những cái tư tưởng của quý vị về cái bài học mà sư phụ Pháp Thanh vừa giảng lại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị lắng nghe. Con xin trao mai lại cho người ghế. Dạ sa thú sa thú. Dạ. Con kính tri ân sư Nguyên Thông, chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã chia sẻ những lời giảng dạy của sư ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ không biết là anh Kevin có thắc mắc gì không, Hà có thắc mắc gì không ạ? Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay. Dạ sa thú dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Huynh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Ga, và con kính đến lại Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đến lại Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Sư Pháp Thanh, và con kính đa chào đạo tràng. Dạ, qua cái câu chuyện này, dạ con thấy được là con rút tỉa ra được là chúng con không nên nhìn người, mà nên để thời gian để nhìn lại cái tâm của mình, cái tâm của mình, để mà hiểu cái sự bất thiện, cái bất thiện của mình, để mà rột rửa nó. Nhưng mà nếu mà mình mà không có nhìn ra, mình nhìn người mà để hiểu người thì mình trở thành như là cù, mình sợ mình trở thành như là người cù lần, rồi người ta chê chọc mình. Vậy xin sư giải thích cái điều quan trọng về cái sự mình nên nhìn vào cái tâm của mình để mà chỉnh sửa nó, là lợi ích hơn là sợ người ta nói mình là người như là người không có ý kiến gì hết về cái người đời. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin nếu con nói hơi lắp dắp thì nên, nếu mà có gì sai lầm xin sư thứ lỗi cho. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Rất là cảm ơn cái lời chia sẻ của sư Nguyên Thông. Thì ở đây thì nói chung là tại hồi hồi trước hồi lúc còn trẻ với hồi lúc mà còn đi học đó, có điều kiện thì có nhiều khi mình cũng đọc nhiều cái sách, rồi qua đó mình rút tỉa ra những cái kinh nghiệm.
để gặp và âm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, dạ đã nghe lại được rồi ha. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nhờ mình đọc sách rồi mình tìm hiểu để mình thấy được, rồi qua các cái lời dạy của bậc trưởng thượng thì mình cũng hiểu thêm những cái câu chuyện để mà khi mà cần thiết thì mình đem ra mình giảng giải để dễ hiểu. Về cái thắc mắc của cái anh Cận Sự Nam đó thì nó như vậy, trong đời sống đó, nếu mà chúng ta đó mà nghi ngờ nhiều quá thì chúng ta sẽ không có bạn bè. Tại vì nếu mà mình cẩn trọng, mình đề phòng nhiều quá, mình nghi ngờ nhiều quá đó, thì mình sẽ không có dám mà thân cận ai, thì mình sẽ không học được những cái bài học mà quý báu ở trong cái sự giao. Đạo tiếp của đời sống đó. Còn thế nếu khi mà mình bị người ta gạt thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm sống. Thật ra đó, nếu mà chúng ta có cái sự tin tưởng đó, với người khác đó, mình hay dễ bị gạt lắm. Từ những cái bị người ta lừa rồi này nè, bắt đầu từ 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 mình có cái sự đề phòng. Hồi trước sư cũng vậy, sư dễ tính lắm. Thấy những người mà cái hoàn cảnh khổ khó khăn rồi đó, mình thấy mình xúc động, mình giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ đó là những cái người mà họ giả dạng á, rất là nhiều, cho nên á là nhiều lần hồi lúc mà sư xuất gia rồi, mà hồi trước cũng có, rồi sau này xuất gia không có, có những người họ giả bộ lỡ đường, khóc lóc là nói là thân nhân mình đang ở trong bệnh viện, không có tiền đóng tiền bệnh viện, không có tiền thuốc men gì đó, không có tiền đi xe, đi lỡ đường bây giờ bị trộm cướp đồ, nó móc túi, nó lặt vỏ nữa, họ vô chùa họ xin. Mình thấy vậy mình cũng xúc động, mình cũng cho. Nhưng mà khi mà mình vừa cho rồi á thì mấy người khác mới nói cho mình biết, trời ơi sư, mà sư tin nó hả, nó giả dạng, nó vô chùa nó xin hoài. Nhưng mà mình lúc đó là mình cũng thấy là thôi kệ, không sao. Bây giờ nếu mà như người ta là cái người mà thật tình người ta đang bị lỡ đường, mà bây giờ mình có điều kiện mình giúp, mà mình giúp á, thì sau này mình sẽ thấy mình áy náy, thấy người ta khổ quá mà mình không giúp được cái gì, để người ta đi vào cái tuyệt vọng thì cũng tội nghiệp. Còn bây giờ mình giúp họ, nhưng mà nếu mà họ gạt mình thì chắc mất quá họ gạt được một lần thôi hả. Đó rồi cái mai mốt á, tại vì những cái người này họ mà chuyên môn, mà họ chuyên môn đi xin, rồi họ giả dạng họ xin hoài nhiều quá họ đâu có nhớ. Đó cái bắt đầu cái họ trở lại họ gặp mình nữa, rồi cũng dở ra cái chiêu cũ, bây giờ con đi lỡ đường, bị móc túi, bị rạch vỏ rồi, hết giờ con đi về Trà Vinh mà không có tiền xe rồi kia nọ, thế này thế khác, nhờ mấy sư giúp đỡ giùm hả. Cái bắt đầu sư mới nhớ lại, sư nhớ lại nó rồi, hôm hởm là cũng cũng
cũng gặp rồi, sư cũng cho rồi, bữa nay con gặp con bị nữa. À, lúc đó là bắt đầu họ mới thấy hổ thẹn, à rồi họ không không dám, từ đó sao không dám quay lại nữa. Không, thành ra đó, mình chấp nhận à, tại vì mình sống sống theo lời dạy của Đức Phật, mình sống chân thật, thì có đôi lúc mình nghĩ ai cũng chân thật hết á. À, nhưng mà đó, cái thế gian này bây giờ nó thì ghê gớm lắm. À, đó, cái người mà người ta nói thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. À, đó, cho nên đó, là bây giờ cái số mà nó giả dạng ấy, thì nó rất là nhiều. À, cho nên thôi, thà là mình chấp nhận, à, mình bị người ta gạt, à, để sau này mình không có hối quá. À, chứ còn bây giờ á, mình cẩn trọng quá rồi, à, mình bị gạt một hai lần cái bắt đầu mình đóng cái tâm lại, à, mình không mở rộng cái tâm bi mình ra, à, đối với mọi người, rồi tới chừng mà sau này mình biết cái người đó thật sự họ trong cái hoàn cảnh khổ đau, họ đến họ nhờ mình giúp đỡ, nhưng mà vì mình không giúp cho nên họ tuyệt vọng quá, họ đi đến một cái khốn cùng, à, rồi mình thấy là nó ái nái, à, nó cái tâm mình nó trạo hối, nó khó chịu. À, thành ra thôi kệ nó, bây giờ mình chấp nhận là tâm Bồ Tát đi. Ai cười mình, à, cái thằng đó dễ tin, ông đó ông dễ tin lắm, ai nói ông tin hết, sư bị chê rồi, à, bị người ta chê rồi, ông đó ông dễ tin lắm, ai nói ông cũng tin á. Đó, kệ, để rồi cái người nào thiệt, cái người nào giả thì người ta sẽ phơi bày ra. À, chứ còn nếu mà bây giờ đó mà mình, à, với cái tâm mà nghi ngờ, hoài nghi, rồi mình đóng kín, mình không có giúp đỡ á, thì sau này mình có những lúc mình cũng thấy áy náy, cũng trạo hối, cũng hối tiếc. À, thành ra thôi thà là mình bị người phụ chứ đừng phụ người. À, mình mở rộng cái tâm, giống như thực hành theo cái hạnh Bồ Tát đi, tại đó mình giúp cho người ta, nhưng mà nếu mà người ta hại mình á, thì cái chuyện đó là có những lúc mà do cái nghiệp xấu, do những cái quan trái từ quá khứ bây giờ mình trả. À, còn mình cứ giúp đỡ, mình cứ nghĩ tốt cho người khác, à, thì nó sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp, giải tỏa những cái quan trái, những cái hiểu lầm, à, thì cái đó là cũng đem đến cái sự an vui tốt đẹp. Còn cái chuyện mà người ta chê trách mình á, rồi nếu mà người ta chê trách không đúng thì mai mốt tự người ta thấy người ta hối hận, à, người ta thấy là những cái lời mà phỉ báng, những cái lời chê trách đó nó không đúng, thì tự động người ta sẽ sửa đổi. À, kệ, bây giờ mình chấp nhận mình dở, à, rồi, nhưng mà thí dụ như người ta có gạt mình thì nó gạt được một lần thôi, phải không? À, thì để mình giúp đỡ, sẵn sàng mở lòng, à, sống từ tâm với mọi người, à, sống với cái tâm chân thật, à, thì sau này chúng ta sẽ có một cái sự an vui. À, sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cảnh Sự Nam và chúc khỏe an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. À, Sứ Hà ơi, à, bị rớt mất rồi.
Dạ, không biết là Hà có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Hình như là ồ sa thú rồi. Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Sức Hà nha. À, Sis Hà ơi, à, bị rớt mic nữa rồi. Hà có trước máy không ạ? À? Không biết là Hà có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Không thấy kính. Ok, Nguyên Trang thấy bàn tay rồi. Nguyên Trang kính gửi mic lại nha. Sắp thanh và Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nguyên Trang nghĩ đường đường truyền của Hà có vấn đề rồi. Cây không biết còn trong đây không ta. À, dạ con không thấy. Con không thấy Hà vào lại rồi. Rồi Nguyên Trang kính gửi mic lại nha. Hello, dạ không biết đạo tràng có nghe âm thanh con mà. Dạ con không hiểu tại sao con nói mà không nghe được. Dạ con xin nói. Dạ, con dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, thưa ngài sẵn ngài có nói về cái vấn đề mà cho bố thí thì con có là nhiều khi thấy gia xin đứng xin tiền thì con nó cũng có cái tâm tự nó cũng đợi, nó cho rồi con cũng nói ok thì muốn cho thì cho, nhưng mà có khi bà con đi cùng xe mà nói rằng là cho làm gì họ sẽ lấy tiền đó để họ đi mua rượu uống rồi hay là họ mua thuốc chất để xài. Nhưng mà con nghĩ cái cũng cũng có thể là nó có thể xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà cũng có thể họ cần tiền để dùng đồ ăn thì cái công họ đứng giữa đường mà nắng chang chang ngày xin, thì con nghĩ nếu mà họ cần thì thôi mua, tại vì mình không biết được người ta dùng cái tiền đó là gì. Nhưng mà có nhiều vị nói con nếu mà đã biết người ta có thể dùng cái tiền đó để mua rượu uống thì hóa ra mình tạo cho cái người ta có điều kiện. Nhưng con gọi cũng thắc mắc là cái tác ý của mình là cho, còn cái tác ý của cái người đó mà có làm cái gì thì cái đó là chuyện của họ chứ đâu phải chuyện của mình. Thì con không biết là con chỉ đó đến giờ con vẫn cứ làm nhưng mà con không có từ chối, nhưng mà con không biết là cái đó có đúng hay không. Vậy thì xin ngài có thể chỉ dạy cho con. Dạ con xin cho mic lại, con kính tri ân. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sằng Ca giá. À thì như sư nói đó, thì bây giờ á mình thực hành cái hạnh bố thí của mình đi. À còn cái vấn đề mà người khác người ta như thế nào là do cái tác ý của người ta. Ví dụ như bây giờ á, làm sao mình chưa có tha tâm thông mà làm sao mình biết cái tác ý của người đó được, à cái tâm của người đó được. Cho nên là bây giờ cái mình thấy cái người này á, họ thốt nên lời hoặc là họ biểu hiện họ cần sự giúp đỡ thì mình cứ giúp đỡ. À còn cái vấn đề mà nếu mà họ làm mà thật sự mà họ
làm những cái điều tốt thì họ sẽ nhận lấy cái quả thiện. Còn nếu mà họ phỉnh gạt lừa dối mình thì họ làm cái điều bất thiện thì sau này họ sẽ nhận lấy cái quả xấu vậy thôi. Mình cứ làm cái điều mà mình thấy là mình có điều kiện mình làm được thì mình làm. Mình đừng có nhiều khi mà mình so đo, mình nghe những cái lời động của bên ngoài rồi bắt đầu mình hạn chế cái thiện đó. Mình quý vị thấy đọc cái trong cái chuyện Đức Phật lúc mà ngài thực hành cái hạnh thí đem tài sản đó cho rồi mà cái tài sản ngài mà thừa tự nó quá nhiều đi rồi ngài cho ông cả mấy tháng cả năm trời mà nó cũng chưa hết, ngài mới vẽ cái tấm bản ngài để đó, bây giờ ai cần thì cứ đến lấy, không? Thì cứ vậy thôi, đó. Hay là trong cái dịch bệnh nó xảy ra rồi cái hoàn cảnh cũng nhiều người khổ đau, rồi ở đây người ta cũng làm nhiều cái vấn đề mà từ thiện, thì người ta để cái tấm bản ai cần thì lấy một phần, còn nếu mình không cần nhường lại cho người khác, không? Nhưng mà đó ở trên Facebook họ cũng quay có nhiều người cái tâm chúng sanh mà mình không thể nói được. Có người thì nhưng mà có người họ lén lén họ nhìn và không thấy, họ lấy 2-3 phần, 3-4 phần cũng chừng. Thì bây giờ nếu mà mình nhìn trên cái khía cạnh mà không tốt đẹp á, bắt đầu mình nói ôi bây giờ thế gian này mình để mà bắt đầu lấy bạc rồi mình không có tự nhiên những cái chướng cản trở cái biện pháp chân khi mình thành nhưng mà cho những người xung quanh không ra đó cái anh này hàng ta để bánh mì ta người ta cho mỗi người nhận một ổ thôi thì anh ta với cái 10 người bây giờ hôm á giờ bức xúc nhưng trai đó làm ăn ổ mà còn lấy tới 3 ổ cái đuổi cái anh này không cho anh này lấy đó. Cái anh này anh thấy vậy anh thôi anh cũng bỏ anh đi anh không lấy. Thì mấy ngày sau cái anh này anh cũng đến là anh cũng đến anh ra ngay cái xe bánh mì đó anh tính lấy nhưng mà anh không dám bị cái ông thông đơn ông nói tham ghê nè anh này ảnh ngại ông lấy. Thì có một người mới biết cái hoàn cảnh anh này mới nói là tội nghiệp nó lắm nó lấy 3 ổ là về nó cho ba má nó bây giờ ở nhà giả bạn không có đi làm được còn một đứa con nó thì bị tật nguyền cho nên hàng ngày là nó đi làm rồi nó đi nhặt những cái mà rác của người ta bỏ ra để kiếm tiền để mà nuôi cha mẹ với nuôi đứa con. Thì giống như cái câu chuyện hồi nãy ấy mà không có thật cái người này nếu mà cái anh thông đơn anh thấy ông này là tham đáng ta cho 3 ổ mà sinh tới ba cho 1 ổ mà sinh tới 3 ổ là tham nhưng mà mình đâu biết được cái hoàn cảnh ở phía sau thành ra đấy thôi bây giờ người ta sinh thì mình cứ cho nếu
mà thật sự người ta đang trong cái hoàn cảnh đó thì cũng tốt, à, giúp cho người ta đỡ khổ. Nhưng mà nếu mà người ta không chân thật, à, ta lừa gạt mình, à, thì mai mốt người ta nhận lấy cái quả xấu. À, thì kệ, bây giờ mình thấy người ta đang khổ, mình có điều kiện giúp thì mình cứ giúp, à, đừng suy tính, à, đừng so đo đúng hay sai, à, tốt xấu này kia nọ, thì có đôi lúc nó cản trở cái tâm nguyện, cái sự làm những cái thiện sự tốt đẹp của chính bản thân. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Buddhaya. À, sa thú, sa thú. Dạ con đã thấy Sister Hà, sa thú kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ con thấy thời gian đã cũng vừa phải lẽ. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ kính cảm ơn sư rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con kính cung thỉnh sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính dâng bích cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con không biết sư Nguyên Thông có trước máy không ạ? À? Sư Nguyên Thông. Rồi, chắc sư Nguyên Thông đã rời room rồi. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm ạ. À. Con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Máy đang bị đứng. Dạ. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ, mô Phật, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều đã giảng giải bài học hôm nay. Sau đây sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchantu sapparogo vinasatu mà tề bao quát tuần ta ra vô su khi đi ra vô cô bao quát a pi hòa đa na sĩ lít san lít chăng vô thà ba cha di nô chát ta rô đầm ma vô thành tí a yu quanh nô su căng ba lăng bao quát tu sắp ba măng ga lăng rắc khăn tu sắp ba đề vô ta sắp ba bút đà nu bà vệ na sa đà so thi bao quanh tu tề bao quát tu sắp ba măng ga lăng rắc khăn tu sắp ba đề vô ta sắp ba đầm ma nu bà vệ na sa đà so thi bao quanh tu tề bao hoa tu sắp ba mang ga lang ra hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang ga nu ba về na sa đa so thi ba quan tu tề cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão, tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi mời em. Sa thu sa thu lành thai. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re po thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne ta pa wan tu pu chi ta so tin ka ro te tha vi ha ra man da le thế ra cha mắt cha na wa ka cha phết kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka
Kama cha de sa ni kama cha in sa ra Sambha na phu cha Phu ta su khi ta pha văn tu tê Cha la pu cha ye Pi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo ba ba ti ka Ni yang ni kam mang ma wa rang pa tít chết Ba tít cha tê sắp bê bi trúc khá xa rạp rôn tu yăng, tu sang khá yăng. Tha ta chú răng, sa tăng thầm mô thầm mát tha ra cha búc gà la. Sang khô hô tu sâm, tu sa mắc gô wa át tha ya cha ít ta ra. Âm mê, âm hê rắc khá tu sát thầm mô. Sắp bê bi thăm ma cha ri no vun thên sắp ba bu chê ya ma thăm ma ri yap ba vê đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, là muốn như lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đầu tràng tri ân Sư Pháp Thanh, Sư Thanh Tâm và Sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con ngày hôm nay. Và con kính mời đạo tràng trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Và ngày mai sẽ là giờ ngày thứ tư của ở bên Mỹ, là ngày sinh hoạt tùy duyên và sinh hoạt group. Dạ, yeah. Sẽ ôm lại những cái bài mà ủa ngày mai thứ ba hả? Oh, I'm sorry. Dạ, con xin sám hối. Và ngày mai thứ ba là ngày vẫn là ngày của Sư Pháp Thanh. Dạ, yeah. Con kính mời đạo tràng đến tham dự giờ của Sư Pháp Thanh ạ. À. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, ngày mai sẽ là ngày ngạ quỷ sự và Sức Hà sẽ đọc phần chánh kinh. Dạ, sa thú, một lần nữa con kính cảm ơn đạo tràng và tạm biệt đạo tràng, chúc đạo tràng có một đêm an lành. Dạ, con xin xuống mít ạ. À.